chào tất cả các C-Banker. Các bạn đang theo dõi chuyên mục 360 CTV. Và với 360 CTV thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung vô cùng thú vị, sáng tạo và đầy hài hước. Trong số lần này thì Ngọc Trâm sẽ có một thử thách nho nhỏ cho các tân binh C-Bank để xem là các bạn ấy đã tìm hiểu và update những thông tin gì về các sản phẩm này, chương trình cũng như ưu đãi và các cuộc thi nội bộ của ngôi nhà mới C-Bank nhé. Và bây giờ hãy cùng bắt đầu nào. Let's go. Xin chào em, đầu tiên thì em có thể gửi một lời chào. Dạ vâng, chào tất cả mọi người, em tên là Huy, Đào Lê Huy. Chị Trang đã làm ở C-Bank được bao lâu rồi ạ? Làm ở đây được 1 tháng 20 ngày. Em đã vào C-Bank được khoảng tầm 1 tháng rưỡi rồi ạ. Đến nay cũng đã gần được 2 tháng rồi. Hiện tại thì em đã làm việc ở C-Bank được 2 tháng. Nếu mà để dùng 3 từ để miêu tả về môi trường làm việc ở đây thì anh cảm nhận như thế nào? Nhiệt huyết, hiệu quả, quyết liệt, thân thiện, chăm chỉ, hòa đồng, chuyên nghiệp, năng động, mọi người vô cùng hòa đồng với nhau. Phi thường, đơn giản và tuyệt vời. Phi thường, đơn giản và tuyệt vời, rất là bắt trend với slogan năm nay của C-Bank luôn. Chị cũng như là các khán giả đang theo dõi CTV rất là tò mò muốn biết là Huy có người yêu chưa? Em chưa. Có thật không? Không, nhìn mặt em như này là em chưa có người yêu đâu. Rồi, thế thì sau số CTV ngày hôm nay Huy sẽ có người yêu. Hôm nay CTV có một thử thách dành cho những tân binh mới vào C-Bank và chị Trang là một trong số đó, thì chị Trang sẽ phải trả lời 6 câu hỏi. Nếu như chị trả lời đúng 5 trên 6 câu thì chị sẽ nhận được một phần quà. Tuy là không đến 1.000 tỷ đâu nhưng mà dưới 1 tỷ chị ạ. Còn nếu như em trả lời sai thì sẽ có một hình phạt dành cho em. Hơi áp lực một tí nhưng mà sẽ chắc chắn là sẽ rất là vui đấy ạ. Thế nên là mình hãy cố gắng trả lời đúng cả 5 trên 6 câu chị nhé. Ok. Ok, mình đồng ý thôi. Em đồng ý ạ. Câu số 1. Hiện tại C-Bank có bao nhiêu quỹ từ thiện? Đáp án A 3, đáp án B 4, đáp án C 5 và đáp án D là 6. 6. Ôi, chị Trang đã đưa ra ngay đáp án của mình là 6. Tại sao ạ? Tại vì mình nhớ là có nhiều lắm. Tại vì mình nhớ là có nhiều lắm. Mình chọn số nhiều nhất. À, C-Bank hiện tại có 3 quỹ từ thiện. Em nghĩ đây bạn A, 3. Ước mơ C-Love, còn một quỹ nữa thì mình không nhớ tên. Nhưng mà chắc, theo mình nhớ thì chắc là khoảng 3 quỹ. Có Wonder One Smile, 3 cái đó. Chính xác rồi. Thế thì đấy là 3 quỹ chính xác, nhưng mà mới đây chúng ta còn có một quỹ nữa. Từ khi em vào đây thì em cũng được truyền thông về quỹ hỗ trợ và phòng chống Covid trên các mail truyền thông nội bộ. Chắc là mình sẽ lựa chọn đáp án A. Đáp án A. Câu trả lời đáp án D là 6 là một đáp án hoàn toàn không chính xác. Em chốt đáp án cuối cùng của em, chắc là đáp án B ạ. Có thể là Bích Phương chưa nhớ chính xác, nhưng mà đáp án B, 4 quỹ là một đáp án hoàn toàn chính xác. Cụ thể đó là quỹ One Day One Smile này, Ưm Mầm Ước Mơ này, C-Love. Và đặc biệt là chúng ta mới có một quỹ mà vừa rồi chúng ta kêu gọi rất là tích cực, đó là C-Bank phòng chống Covid-19. Và trong thời gian sắp tới thì C-Bank còn có thêm một quỹ, đó là quỹ C-Green, là quỹ vì môi trường. Hệ thống văn phòng điện tử của C-Bank có tên là gì? Đáp án A, C-Office. Đáp án B, C-Bank Office. Đáp án C, C-Bank E-Office. Và đáp án D là E-Office. Câu này em chắc chắn và em tự tin trả lời đáp án A, C-Office ạ. Các mình lựa chọn phương án C. Em đoán là C-Bank E-Office. Ban tổ chức xin được công bố đáp án C là một đáp án chưa chính xác. Đáp án của mình là A, C-Office. Vì mình nhớ là mình đã từng đăng nhập vào hệ thống và tìm kiếm các thông tin rồi. Một tràng vào tay cho bạn Bích Phương vì đáp án A là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng chị với câu trả lời đúng đầu tiên. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2021 thì hệ thống văn phòng điện tử C-Office đã chính thức đi vào hoạt động với mục đích là rút ngắn quy trình làm việc, tạo sự thuận tiện trong công tác quản lý, giao việc trình ký với tất cả các tính năng và sẽ được áp dụng trên toàn hệ thống trong thời gian ngắn sắp tới. C-Bank đang triển khai chương trình ưu đãi thẻ nổi bật nào trên các sàn thương mại điện tử? Đáp án A, Lazada Inc cùng C-Bank. Đáp án B, Shopee Inc cùng C-Bank. Đáp án C, Tiki Inc cùng C-Bank. Và đáp án D là cả ba đáp án trên. Em có phải là một tín đồ mua sắm không? Một tháng thì em tốn rất là nhiều tiền trên các thương mại điện tử. Cụ thể là bao nhiêu? Ôi, nhiều mấy lắm. Mấy con số? Câu này em không nghĩ nhiều đâu, đáp án D. Câu này em không nghĩ nhiều đâu, đáp án D. Lựa chọn thì chắc là mình sẽ lựa chọn phương án B. Theo mình nghĩ là C-Bank đã triển khai chương trình với sàn Thôi C. Thôi C. Đáp án C đi. Đáp án của em cuối cùng là đáp án? Đáp án D, cả ba đáp án. C-Bank cũng truyền thông nội bộ và cũng như truyền thông trên các cái phương tiện đại chúng về cái chương trình này rất là nhiều. Thì em thì câu trả lời này là B, Shopee của C-Bank.
mình đi lựa chọn được gần đây. Đáp án này là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng em. Đây là chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua sắm trên sàn thương mại điện tử Shopee, thanh toán bằng thẻ quốc tế Cbank, kéo dài đến 31 tháng 12 năm 2021 và áp dụng vào các ngày thứ năm hàng tuần và các ngày đặc biệt như là mùng 7 tháng 7, mùng 8 tháng 8 hay là mùng 9 tháng 9. Câu số 4, cuộc thi nội bộ vì chúng ta là một nhà là cuộc thi để các Cbanker chia sẻ hình ảnh, gửi gắm tình cảm với đáp án A đồng nghiệp, đáp án B người yêu cũ, đáp án C Cbank và đáp án D gia đình. Mình chọn đáp án A. Đó, phương án A. Em nghĩ là đáp án C Cbank. Em tuy em mới vào nhưng mà em cũng biết về cái cuộc thi này. Thì em nghĩ đáp án của em là đáp án D gia đình ạ. Xin lựa chọn phương án A. Mình chọn đáp án A. Đáp án C Cbank là đáp án cuối cùng mà bạn Huy đã lựa chọn. Còn đáp án của ban tổ chức đó chính là đáp án D gia đình. Phải chúc mừng Bích Phương vì em đã hoàn thành xong 4 trên 6 câu hỏi hoàn toàn chính xác. Tại vì là đây là cuộc thi để chào mừng ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Cuộc thi này thì cũng đã được ban truyền thông và tiếp thị có truyền thông ở trên email cũng như là group nội bộ. Tên viết tắt của công cụ IT chatbot hỗ trợ tự động có ý nghĩa gì? Đáp án A, tên viết tắt của từ robot mang ý nghĩa về công nghệ tự động. Đáp án B, tên một loại thức uống ngọt ngào tốt cho sức khỏe. Đáp án C, tên của công nghệ lọc nước hiện đại, tinh khiết và đảm bảo chất lượng. Đáp án D, cả đáp án A và B. Câu này thì em nghĩ là em cần phải suy nghĩ một chút, cần phải phân tích. Câu hỏi trước em đã chọn là cả ba đáp án trên sai. Thì câu này em nghĩ là chắc ban tổ chức cũng sẽ cho một cái đáp án như thế, cho nên em sẽ không chọn D. Em nghĩ em sẽ chọn A. Mình nghĩ là chắc là đáp án A thôi. Là siro, nghe rất là giống tên một loại thức uống. Em cũng rất là thích chọn đáp án B. Nhưng mà cái này lại liên quan đến công nghệ thông tin, thế thì đáp án A cũng khá là chính xác. Thế em chọn đáp án B. Cả đáp án A và B. Mình chắc chắn là đáp án A. Đáp án cuối cùng. Em đáp án D đi. Đáp án D là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng em đã có câu trả lời đúng đầu tiên. Tại vì là tên viết tắt của công cụ IT chatbot hỗ trợ tự động viết tắt là Siro thì nó cũng có nghĩa là một loại thức uống với hương vị ngọt ngào và giúp chúng ta có thể tăng cường thể chất và chiến đấu với Covid. Đây là một câu đố hơi đố chữ một tí. Trong chương trình cùng Cbank hòa nhịp Euro, khách hàng khi mở mới thành công tài khoản ngân hàng số Cmobile sẽ nhận được đáp án A lịch thi đấu Euro 2020 và e-voucher trị giá 50.000 đồng, đáp án B tặng 100.000 đồng vào tài khoản, đáp án C lịch thi đấu Euro 2020 và e-voucher BRG, đáp án D lịch thi đấu Euro 2020 và e-voucher FPT Play xem bóng đá. Mình chọn đáp án A. Mình nhớ không nhầm thì mình đã đọc thông tin này rồi vì là mình đang theo dõi Euro. Chị cổ vũ cho đội nào ạ? Ôi nhiều đội lắm. Em nghĩ là phương án này em sẽ chọn đáp án A. Thông tin này em biết không? Cái gì em đã biết? Thì mình lựa chọn, chắc là lựa chọn phương án C. Đáp án A là đáp án cuối cùng của chị Trang. Là một đáp án mà không thể sai được ạ. Chúc mừng Huy vì em đã có một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Chương trình này thì cũng được truyền thông khá nhiều ở trên email rồi. Nên là em nghĩ là anh Dũng sắp tới là chắc chắn là sẽ tìm tòi và đọc nhiều email hơn, đúng không? Bổ sung thêm nhiều cái này để giới thiệu thêm cho bạn bè mình đăng ký sử dụng. Chúc mừng Bích Phương đã hoàn thành xong cái 5 trên 6 câu hỏi của mình. Và chúc mừng em đã nhận được một phần quà của ban tổ chức. Cảm ơn em vì đã tham gia chương trình nhá. Hy vọng rằng là em sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời ở bên cạnh Cbank cũng như là các anh chị ở khối tài chính và kế hoạch. Rất là buồn nhưng mà chị phải mời em bốc thăm hình phạt của mình. Bài hát thật to một đoạn bài hát là bạn yêu thích. Nhìn đẹp trai như này chắc chắn là hát hay rồi, chúng ta hãy cùng xem nào. Sắp đến ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, bạn hãy gọi điện về nhà cho bố mẹ và nói con yêu bố mẹ nhé. Wow, cái này thì mọi người tha hồ cười. Hãy nhảy chân sáo một vòng quanh văn phòng và cười thật tươi. 3, 2, 1, bắt đầu thử thách. Bao em và ba lô đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô, xây một căn nhà gỗ ở mái xa tận ngoài ô, vượt hết những bao tô xưa chôn Hà Nội trong số phố. Nhân ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 thì con có một lời chúc đến bố mẹ, là chúc cho bố mẹ có được sức khỏe, có được công việc thuận lợi và ngày càng gọi là vui vẻ, để gọi là mình cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Con yêu bố mẹ rất nhiều. Tuy là anh Dũng không trả lời được đúng 5 trên 6 câu hỏi của CTV ngày hôm nay, thế nhưng mà vì những cái sự đáng yêu của anh trong chương trình cũng như là sự cố gắng hết mình để trả lời các câu hỏi thì CTV cũng có một phần quà dành tặng cho anh ạ. Tên đè. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều vì đã tham gia CTV ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây,
em một món quà của CTV dành tặng em. Hy vọng là sẽ là kỷ niệm đẹp của em với Sibanh nhé. Cảm ơn chị đã tham gia CTV ngày hôm nay. Vậy là thử thách vừa rồi cũng đã khép lại CTV ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả các tân binh đã tham gia chương trình. Và hy vọng rằng là với số CTV này thì các bạn cũng đã có thêm những thông tin về Sibanh này, các chương trình ưu đãi khuyến mại, và ngày càng lan tỏa tình yêu này đối với Sibanh nhiều hơn. Chúc cho các bạn sẽ gắn bó với Sibanh và hoàn thành thật tốt công việc của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.